Xin kính chào quý vị, chúng tôi là Billy Lê với chương trình Văn hóa giáo dục tuổi trẻ nghĩ gì. Kính thưa quý vị, trong chương trình kỳ trước chúng tôi đã có cơ hội để trò chuyện với anh Minh Quân và em Katie Nguyễn về Hội Hy vọng phục vụ cộng đồng với chương trình mùa hè của năm học 2022. Trở lại đây thì chúng tôi xin trò chuyện với anh Minh Quân và một người bạn khách mời ngày hôm nay, đó là em Khương Phạm. Billy xin kính chào anh Quân. Chào Billy. Và chào khán thính giả đang xem đài. Thưa quý vị thân mến, một lần nữa thì Minh Quân cũng quay trở lại với quý vị trong cái chương trình mà giới thiệu đến quý vị khóa học hè 2022. Như ở chương trình đầu thì Minh Quân cũng đã thưa quý vị rằng là Hội Hy vọng chúng tôi có khóa học hè được thành lập vào năm 2002 và năm nay là tròn 20 năm. Và chúng tôi có một cái chương trình khóa học hè năm nay nó đầy thú vị, nhiều hấp dẫn dành cho các em. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã giới thiệu quý vị ở chương trình lần trước, Kenny Nguyễn là một người điều học viên cho cả một chương trình của chúng tôi. Và chúng tôi lần này là giới thiệu đến quý vị một người bạn đồng hành với chúng tôi với tuổi đời rất trẻ, đó chính là Khương Phạm. Khương Phạm trước đây đó Billy, là học sinh của trường, của khóa học hè. Và Minh Quân nhớ không lầm thì Khương Phạm học vào năm 2014 đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Sau những khóa học đó rồi Khương Phạm trở thành những volunteer của các khóa học hè. Và năm nay thì là Khương Phạm đang là sinh viên năm thứ tư đúng không ạ? Năm thứ năm rồi. Và năm nay thì chúng tôi mời Khương Phạm về chúng tôi trong cái vị trí là trợ giảng và sẽ phụ trách về tiếng Việt. Có thể quý vị cũng ngạc nhiên là tại sao chúng tôi lại chọn một người trẻ như vậy để phụ trách về tiếng Việt. Vì chúng tôi tin tưởng, cái niềm tin là quan trọng nhất. Chúng tôi tin tưởng là Khương Phạm đủ cái khả năng và sự hiểu biết về tiếng Việt để giúp cho các em. Vì Khương Phạm sinh ra lớn lên ở Việt Nam và khi qua đây thì lúc đó là Khương Phạm là 10 tuổi. Cho nên là bạn này đặc biệt là rất là nghiên cứu về về văn hóa Việt Nam nhé. Và tiếng Việt. Đó. À, chính vì thế mà năm lượt chương trình lần này chúng tôi giới thiệu quý vị một cái gương mặt rất là xuất sắc của chương trình học hè chúng tôi, đó là Khương Phạm. Chúng ta vỗ tay đi. Thưa Khương Phạm. Anh Billy xin gửi lời chào đến em Khương Phạm. Thưa quý vị, Khương Phạm là một trong những người học sinh năm xưa, thì em có thể chia sẻ đến quý vị là một người học sinh thì cái quá trình, cái kinh nghiệm của em trải qua nó như thế nào, cảm xúc của em hồi đó như thế nào? Dạ, thì đầu tiên thì em xin cảm ơn anh Billy và em xin kính chào quý vị khán giả đang xem của đài. Em tên là Khương Phạm và thì em xin trả lời câu hỏi của anh Billy là hồi xưa em tham gia khóa học hè tại Hội Hy vọng từ khi em học lớp 9. Và em cảm thấy rất là vui khi được gặp các thầy cô và các bạn trong trường học hè này, vì các thầy cô rất là tận tụy, luôn giúp đỡ học sinh mỗi khi mà học sinh không hiểu bài và luôn truyền cảm hứng để cho học sinh cảm thấy thích học nữa. Và bên cạnh đó, các bạn trong trường học rất là thân thiện, hòa đồng và luôn giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn trong học tập. Anh Minh Quân vừa chia sẻ là năm nay mình có rất là nhiều em học sinh Việt Nam sẽ qua đây, thì cho em hỏi lại là lúc đó Khương vào chương trình của lễ hội Húc thì lúc đó Khương cũng mới qua Mỹ luôn hay sao? Dạ đúng rồi, hồi đó em mới qua Mỹ và lúc đó là tiếng Anh của em cũng cũng hơi còn yếu, còn hơi bập bẹ giống như em bé nói chuyện gì đó, thưa anh Billy. Đó, mà nhờ có thầy cô ở trong cái khóa hồi học hè này mà cái kỹ năng tiếng Anh của em được trau dồi và thầy cô luôn khuyến khích em gặp các bạn để mà nói chuyện, để mà nâng cao cái kỹ năng tiếng Anh của em giỏi hơn. Đó là điều mà chúng tôi mời Khương Phạm về với chúng tôi trong chương trình này. Dạ vâng. Tại vì khi ghi danh á, chúng tôi được biết rằng là có hơn 30% là các em học, mấy em học sinh á là bên Việt Nam mới qua, mà mấy em sẽ học ở lớp mẫu giáo lớp 1, lớp 2. Billy và quý vị cũng nhìn thấy rằng là 2 năm đại dịch thì cái hồ sơ mà định cư tại Mỹ á bị đình trệ lại hết. Dạ vâng. Chính vì thế mà các em cũng bị là không đến trường khi ở Việt Nam, cũng học online. Rồi bây giờ khi em qua đây, các em bị cản trở về ngôn ngữ và các em cũng bị bỡ ngỡ là
với cái văn hóa bên đây nó khác văn hóa ở Việt Nam, rồi các em bị bỡ ngỡ với bạn bè. Chính vì thế mà khi chúng tôi ghi danh, chúng tôi phải tìm hiểu hết, chúng tôi tìm hiểu hết, và chúng tôi sẽ làm sao giúp cho các em nó không có bị ngại và không rụt rè tiếp xúc với bạn bè. Chúng tôi sẽ có cách là cho các em được kèm với nhau. Và như Khương Phạm đã trình bày đó, là Khương Phạm ngày xưa khi đặt chân qua Mỹ cũng bị cái rào cản về tiếng Mỹ, rồi rất rụt rè, mà khi học ở đây thì được cái thầy cô giáo tạo một điều kiện và giúp em gọi là không bị rụt rè nữa, và cái ngôn ngữ thứ hai nó được tốt hơn. Chính vì thế chúng tôi muốn chọn những người có kinh nghiệm như Khương Phạm đã từng trải qua rồi, thì bạn sẽ có cách để giúp cho những em học sinh mới sẽ có một những cái ngày tháng hè đó khi học đầy thú vị và đầy tự tin. Với một người đã trải qua bao nhiêu thử thách, rất là cảm thông cho nhất là cho các em mới vừa qua Hoa Kỳ này. Vì vậy mà Hội Hy Vọng đã cho em với một cái vai trò là trợ giảng. Thì cái công việc, em có thể chia sẻ là cái công việc cụ thể của em sẽ phụ trách như thế nào trong cái khóa hè 2022 này? Dạ, thì năm nay với vai trò là một trợ giảng thì em sẽ phụ trách là hỗ trợ và giúp đỡ các em học sinh đến học sinh, và chắc chắn rằng là các em hiểu rõ cái nội dung của bài học và hoàn thành tất cả các bài tập ở trong lớp cũng như là ở nhà. Và đồng thời là em cũng phụ trách về việc làm ra một cái giáo án về văn hóa Việt Nam cho các thầy cô để giảng dạy cho các em học sinh hiểu rõ về truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam. Anh sẽ bổ sung một tí nhé. Có nghĩa rằng là chúng tôi sẽ giúp cho các em học tiếng Việt nha. Thì các em sẽ không có học quá nặng nề, mà chúng ta sẽ học cho các em là những câu ca dao tục ngữ vui vui, những bài hát, những bài hát về tiếng Việt. Ví dụ như bây giờ mình sẽ nói rằng là chúc Tết đi, chúc Tết ông bà. Thì khi nói mấy em chúc Tết ông bà thì mấy em nó ngại, thì chúng tôi sẽ đưa một bài hát vô. Chẳng hạn như là tách tách tạch tạch đùng, tách tách tạch tạch đùng, tạch đùng tạch đùng tạch 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 đùng. Có nghĩa là tiếng Pháp, đúng không? Pháo hồng đua nở chào xuân, đào mai khoe thắm, hồng lan tương bừng. Đó, ví dụ vậy. Rồi đầu năm con kính chúc ông. Đó, hoặc là đầu năm con kính chúc ba thăng quan tiến chức. Đó, vân vân. Tới những cái câu đó để cho mấy em nó học qua và nó hát thành nó vừa vui nữa, nó thành một cái hoạt cảnh cho mấy em nữa. Thì về mặt tiếng Việt ha. Rồi bên cạnh đó thì là những trò chơi dân gian cho các em, thì là Khương Phạm sẽ là người phụ trách trong vấn đề đó. Rồi Khương Phạm sẽ nói đó tiếp theo cho khán giả được biết rằng là cái chương trình mình ở các ngày đi, ở các ngày như thế nào con. Cái schedule, cái thời gian biểu của các em. Cái giáo án đó. Dạ. Thì cái giáo án mà em đang soạn ra và dự định là sẽ dạy về cho các em về cái văn hóa của Việt Nam, cái đầu tiên của văn hóa Việt Nam, về cái đạo đức của người Việt Nam, đó chính là tiên học lễ hậu bảo văn, và sau đó là học về gia đình, rồi sau đó là dạy về cái lễ truyền thống mỗi năm của người Việt chúng ta, đó chính là lễ Tết. Mấy em á, Billy, khi mà sinh ra lớn lên đây, mấy em nó không hiểu là dù ông bà nội, ông bà ngoại nè. Xong rồi cái vai vế đó, cậu, dì, chú bác đó, thì mấy em mở người Việt Nam mình thì nó nhiều ha. Ở đây thì ok, anh em hỏi cousin với nhau thôi là xong rồi. Hoặc là ok, bà grandpa, ông hết. Nhưng mà nếu như mấy em cho nó hiểu hơn, ví dụ như bên ngoại thì mình sẽ gọi là cái gì, bên nội sẽ gọi là cái gì, xưng là gì đó. Là external, đó. Nội là internal, và là bên gia đình của ba. Đúng rồi. Có nhiều cái hay lắm, mình sẽ áp dụng những cái nét văn hóa Việt Nam mình sẽ đưa vô, rồi cái ngày Tết. Đúng không? Ngày Tết rồi cho mấy em cũng hiểu là ngày Tết thì thường là trong gia đình hay sắm Tết như thế nào, đúng không? Rồi cái áo dài truyền thống cho mấy em. Nói chung là những gì có liên quan đến cái nét văn hóa Việt Nam thì sẽ giúp cho các em. Và mình có làm những cái sự kiện gì mà có nghĩa là mình có recreate, tạo lại những cái mô hình giống như những ngày Tết, hoặc là những cái trò chơi, những cái quán ăn gì trong chúng tôi sẽ có vào cái ngày thứ năm. Ngày thứ năm. Rồi bên cạnh đó là các trò chơi đó,
cái trò chơi nó sẽ liên quan đến cái vùng miền. Ví dụ như là Billy thấy rằng là Việt Nam mình sẽ có ba miền đúng không, Bắc Trung Nam đúng chưa? Thì chúng tôi sẽ cho các em hiểu được là cái trang phục đó Bắc Trung Nam nè, xong rồi sẽ hiểu được là món ăn Bắc Trung Nam nè, xong rồi sẽ cho các em hiểu được rằng là cái trò chơi dân gian của từng vùng miền. Đó, nó sẽ tạo ở một cái sân chơi cho các em. Và cái vào một ngày thứ năm hàng tuần á, là chúng tôi sẽ có một cái chương trình là chơi toàn trường, thi đua toàn trường. Dạ vâng, chắc Billy nghĩ là trong thời gian kế tiếp thì đài ABC sẽ cho chúng ta coi những cái hình ảnh của các bạn, các em qua những cái trò chơi và những cái diễn xuất. Quý vị sẽ cùng chúng tôi theo dõi trong màn hình lát nữa đây. Trở lại với anh Minh Quân, thì anh Minh Quân có thể chia sẻ đến quý vị là ghi danh, nếu mà quý vị lỡ mà miss cái ngày này rồi thì phải làm sao cho năm sau? Hiện nay thì danh sách mà các em ghi danh học á thì khá đông rồi. Chúng tôi còn một cái tuần tiếp theo nữa thôi để mà nhận các em. Vì cái mùa Covid mặc dù đã đi qua nhưng mà để an toàn cho các em thì chúng tôi vẫn sẽ không nhận một lớp quá đông, mà một lớp chúng tôi chỉ nhận khoảng chừng 15 em thôi. Chính vì thế mà quý vị có thể rằng là nhanh chân để mà ghi danh với chúng tôi. Xin mời Khương cho quý vị khán giả biết cái số liên lạc như thế nào. Dạ, và quý vị có thể liên lạc tại văn phòng với số điện thoại là 714-265-1181 để chúng tôi gửi đơn ghi danh, hoặc đường link để phụ huynh ghi danh trên mạng. Và quý vị có thể tới văn phòng Hồ Hy Vọng tại Trung tâm Công giáo với địa chỉ là 1538 Century Santa Ana, góc đường Westminster và Harbour. Thưa anh Minh Quân, là ngoài cái chương trình học hè này ra, Billy biết được rằng trong những cái mùa tháng vừa qua thì chúng tôi có những cái sinh hoạt rất là nhiều, thì chắc lát nữa đây xin mời anh Minh Quân kể thêm về những cái sinh hoạt cụ thể hơn của Hội Hy Vọng. Dạ vâng, một lần nữa chúng tôi xin quý vị đừng dời máy, chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại sau đây. Xin chào. Chớ quên Việt Nam hai tiếng thiêng liêng, đời đời con cháu dòng tiên ghi lòng. Em yêu tiếng Việt của em. Xin chào mừng quý vị đã trở lại với chương trình Văn hóa Giáo dục Tuổi Trẻ Nghĩ Gì với Billy Lê, và ngày hôm nay với lại anh Minh Quân và em Khương Phạm. Kính thưa quý vị, hồi nãy thì Khương đã chia sẻ với chúng ta với cái quá trình của em là một người học sinh lớn lên sinh viên, và bây giờ đã gần tốt nghiệp về toán học đúng không ạ, rồi trở lại để giúp cho Hội Hy Vọng với những cái làm người trợ giảng và cũng như là giúp cho các em về cái văn hóa, học về văn hóa Việt Nam chúng ta. Nên xin mời em Khương có thể chia sẻ với quý vị về cái chương trình một lần nữa, cái khóa học của mình như thế nào để cho quý vị biết. Dạ, thì cái khóa học trước tiên là về về văn hóa Việt Nam, thì như em đã nói để cho chia sẻ là các em sẽ học về tiên học lễ hậu văn, về gia đình và lễ truyền thống của người Việt Nam là Tết. Và chương trình học ở tại khóa học hè này, chúng tôi có chương trình khoa học dành cho lớp 3 đến lớp 5. Các em học sinh sẽ có kinh nghiệm thực tế và có thể mở rộng kiến thức của mình về các lĩnh vực khoa, về cái lĩnh vực như là khoa học, điện tử, kỹ thuật và toán. Và ngoài ra thì mỗi thứ năm hàng tuần chúng tôi có tổ chức một cuộc thi đua toàn trường qua những loại trò chơi bổ ích giúp các em nâng cao về tinh thần của đồng đội. Dạ vâng, đó là những cái chương trình liên quan đến học hè. Thì phải trở lại qua với anh Minh Quân thì có thể chia sẻ thêm về những cái sinh hoạt mà của Hội Hy Vọng có thể nói rằng trong tháng 6 này và trong những tương lai sắp tới. Minh Quân sẽ trả lời Bill Lê ở câu hỏi này, nhưng cho Minh Quân sẽ bổ sung một chút về cái chương trình mà Khương Phạm đã giới thiệu đó. Thì tại sao mà nãy Khương Phạm có nói là có một chương trình riêng dành cho các em học lớp 3, lớp 5. Sẽ đi chuyên sâu về khoa học, về kỹ thuật, vân vân. Tại vì Bill Lê cũng như quý vị biết rằng là lớp 3 với lớp 5 á,
là mấy em cái sự hiểu biết của em nó rộng rồi, đúng không? Dạ, nó phải như lớp 1, lớp 2, lớp 3 là sự hiểu biết là các em nó rộng rồi. Thì khi đó các em nó đã có những cái sở thích riêng. Mà khi lớp 3, lớp 5 á, là mấy em thích khám phá. Khám phá. Mà chúng ta nhìn thấy rằng là khi các em thích khám phá ở chỗ gì? Nó mày mò, thích sửa cái này, thích sửa cái kia. Dùng một trò chơi xe hơi của mấy em đi, cái nó thích sửa, nó thích tháo cái bánh ra, vân vân. Thì chúng tôi sẽ dựa vào đó, phát triển đó để giúp cho các em nó phát triển về mặt khoa học, về kỹ thuật. Đó. Rồi bên cạnh đó là cái tính đồng đội, quan trọng tính đồng đội ở mỗi thứ năm hàng tuần á, là các em sẽ được tham gia một cái cuộc thi toàn trường. Tức là ở các lớp từ mẫu giáo cho đến lớp 8 thì các em ở đây không còn là từng lớp nữa, mà các em sẽ được chia ra với nhau thành một nhóm, mà trong nhóm đó sẽ đủ các lớp luôn. Đó, thì các anh chị lớn sẽ lo cho mấy em nhỏ. Cái tinh thần đồng đội đó rất là quan trọng. Chính vì thế mà chúng tôi sẽ nhấn mạnh và đi sâu hơn ở trong chương trình lần này. Dạ vâng. Đó. Thì có nghĩa là các em từ một những cái hạt mầm non được Hội Hy Vọng giúp để mà đào tạo, phát triển và làm những người lãnh đạo trong tương lai, thì giờ đây các em đã volunteer, như là em Katie và em Khương đã volunteer, thì họ hy vọng mong muốn là các em sẽ trở lại giúp cho người, phục vụ cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Thì qua những cái sự cống hiến này thì Bill thấy được rằng có Hội Hy Vọng cũng có những cái sinh hoạt khác. Đúng, thì đúng. Anh cũng có thể chia sẻ khác. Hội Hy Vọng chúng tôi có những cái sinh hoạt thường niên ha. Thường niên chúng tôi rất mong được chào đón các bác cao niên đến với chúng tôi. Thứ nhất á, là cái lớp thể dục. Lớp thể dục chúng tôi quan trọng vấn đề sức khỏe cho các bác. Thì hiện nay chúng tôi có các lớp học thể dục từ thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6. Một tuần học là 5 ngày. Và học giờ học là từ 10 giờ sáng đến 11 giờ 30. Và các bác sẽ cùng học với nhau về dưỡng sinh nè, về tài chi. Đó là cái hoạt động đầu tiên. Cái hoạt động thứ hai á, là chúng tôi sẽ có cái khóa học ESL dành cho người thi quốc tịch và lớp thi quốc tịch. Tại sao lớp ESL dành cho quốc tịch? Là vì các bác á, thì thường là các bác sẽ không có thời gian nhiều để đi học tiếng Mỹ. Mà bây giờ cũng không đủ thời giờ cho các bác là để các bác dạy các bác từ cái ABCD từ đầu đó, mà là giúp cho các bác làm sao có biết được những câu chào hỏi, những câu thông dụng mà thường các bác bị thường đánh rơi ở chỗ thi quốc tịch đó. Là ngay lúc đầu vô các bác không có thể chào hỏi được. Chính vì thế này, những cái câu nào có liên quan đến cái phần đầu tiên của thi quốc tịch sẽ các bác sẽ được học trước. Sau đó các bạn quét rồi thì các bác sẽ qua học bên lớp quốc tịch, là học chuyên sâu ở các câu hỏi đó. Thì chúng tôi có khóa đó. Thì nhưng riêng 3 tháng hè này thì chúng tôi sẽ tạm ngưng, tại vì 3 tháng hè này dành cho cái khóa học hè. Chứ vì thế năm nào cũng vậy, thì đến tháng 9 thì chúng tôi mới khai giảng lại cái khóa ESL dành cho quốc tịch và lớp quốc tịch ha. Rồi tiếp theo nữa thì khi mà các em nhập học vô thì chúng tôi sẽ có một cái chương trình, đó là dạy kèm sau giờ học cho mấy em. Thì chúng tôi sẽ dạy kèm sau giờ học cho mấy em là từ 3 giờ chiều cho đến 5 giờ rưỡi chiều, dành cho các em cũng từ lớp mẫu giáo cho đến lớp 8 đó. Cứ là khóa học hè vừa kết thúc xong thì chúng tôi nghỉ một khoảng chừng một tháng thôi, thì chúng tôi bắt đầu tiếp tục là dạy kèm rồi đó. Bên cạnh đó nữa thì chúng tôi lại có một cái chương trình là phát thực phẩm định kỳ. Cứ vào tuần Chủ nhật thứ 3 của mỗi tháng thì chúng tôi phát thực phẩm dành cho các bác cao niên có những hoàn cảnh khó khăn. Thực sự ở đây chúng tôi không phải rằng là bố thí, mà chúng tôi thể hiện cái sự quan tâm yêu thương với các bác. Các bác đối với chúng tôi, các bác gặp gỡ và các bác trò chuyện, chúng tôi gửi các bác ra những cái thực phẩm là người Việt để các bác có thể dùng được. Và trong suốt một tháng vừa qua chúng tôi cũng đang thực hiện cái chương trình là bữa cơm tình thương. Mỗi thứ năm hàng tuần thì chúng tôi gửi một cái bữa ăn trưa dành cho 50 bác cao niên khó khăn. Đó là hai về thực phẩm ha, về bữa ăn. Bên cạnh đó nữa thì chúng tôi sẽ có những cái hoạt động dành cho các bác cao niên, đó chính là cái chương trình hội thảo sức khỏe.
nó quan trọng lắm. Tại vì chúng tôi nghĩ rằng là các bác cần có thêm những cái kiến thức, cái hiểu biết về các bệnh để các biết chăm sóc cho mình. Như Billy cũng như quý vị thấy rằng là ở bên Mỹ này của mình á, thì các bác hầu như là 80% các bác khi về già đó là sống một mình. Đúng rồi. Đúng không ạ? Sống mình. Cho nên các bác cần phải có những cái kiến thức để các bác hiểu là bị tăng xong, bị cao máu, rồi bị cao mỡ, thì các bác phải cần cái gì? Đương nhiên hầu như ai cũng bị, nhưng mà gặp một trường hợp dù các bác say sẩm, các bác cần phải làm gì? Tức là chúng tôi hướng dẫn các bác những kỹ năng làm sao để các bác có thể tự bảo vệ mình. Khi mà các bác có những triệu chứng bệnh, bác cần cái gì? Đó. Thì chúng tôi sẽ làm những cái chương trình hội thảo dành cho các bác. Thì vào thứ 6 tuần sau, chúng tôi sẽ có một cái chương trình hội thảo với cái tên gọi là bệnh ung thư vú dành cho các bác. Đó là ngày 17 tháng 6. Đúng rồi, thứ 6 tuần sau đó. Chúng tôi rất mong là quý vị sẽ cùng ghi danh sớm. Tại vì khi ghi danh sớm thì ban tổ chức chúng tôi để chuẩn bị đón tiếp và có những phần quà dành cho quý vị. Yeah. Đó. Tại vì cái khán phòng chúng tôi thì chúng tôi cũng không có thể nào mà đón tiếp đông các bác quá. Chúng tôi chỉ có thể đón tiếp được 70 bác thôi. Cho những bác nào mà ghi danh trễ thì chúng tôi không thể đón tiếp được trong ngày hôm đó được. Đó. Đó là tất cả những gì hoạt động mà chúng tôi có được mà hiện bây giờ chúng tôi đang thực hiện. Và một cái điều nữa mà chúng tôi mời quý vị sẽ cùng tham dự với chúng tôi nhé. Chủ nhật 19 tây là ngày lễ của những người cha. Chúng tôi sau thánh lễ tại trung tâm công giáo vào lúc 9:30 chúng tôi sẽ gửi tặng cho quý ông và các bé khi đi lễ với ba mẹ, mỗi một vị khách như vậy là một bữa ăn sáng. Sau bữa ăn sáng đó rồi thì chúng tôi sẽ có những cái hoạt động ở tại trung tâm công giáo luôn, đó là chích ngừa tiếp theo, chích ngừa COVID tiếp theo. Chúng ta sẽ chích những mũi bổ sung. Xung quanh đó chúng tôi sẽ có những khu vực dành cho các bé để các bé tô màu, vẽ tranh, làm thủ công khi ba mẹ đi với các bé. Khu vực chụp hình lưu niệm, khu vực thông tin về sức khỏe. Rất mong mọi người đến và mời Billy đến nha. Dạ vâng. Billy đến là cũng sẽ được bữa ăn sáng. Billy cũng dự định là sẽ được volunteer cùng với hội. Thì muốn biết là nếu mà các bạn khác muốn volunteer với hội thì phải liên lạc như thế nào? Khi các bạn, chúng tôi cảm ơn nhé. Và rất là mong được chào đón các bạn đến với tôi trong công việc volunteer. Các bạn có thể là gọi điện thoại vào số điện thoại của văn phòng đó là 714-265-1181. Đó. Để các bạn có thể là các bạn sẽ biết nhiều thông tin hơn, rồi các bạn sẽ biết rằng mình sẽ có buổi họp nào, ngày giờ nào, và các bạn sẽ được phân công ở vị trí nào. Đó. Trong những chương trình vừa qua thì những người điều phối như chúng tôi á, thì chúng ta thường đứng vào phía sau, phân công hết, dạng như phân công Hương Phạm xuống trách vấn đề đó, thì chúng tôi luôn luôn đứng vào vị trí hỗ trợ thôi, là các bạn làm, mà khi có chuyện gì nó sẽ hỗ trợ các bạn. Chúng tôi mong muốn rằng là các bạn sẽ quen với chương trình, quen với cái công việc phục vụ cộng đồng nhiều hơn nữa. Và chúng tôi rất là vui, thời gian vừa qua đã có rất nhiều những người bạn trẻ đến chúng tôi trong công việc volunteer. Dạ vâng. Và hội vào chúng tôi là với tinh thần là phục vụ cộng đồng. Billy là một trong những người thiện nguyện viên đó, có cơ hội với anh Minh Quân đã mà làm những công việc thiện nguyện cho Hội Hy Vọng và cũng tìm hiểu thêm về Hội Hy Vọng. Mới biết là được thành lập từ năm 1995 và có cái lớp học hè khá là lâu nay, và thấy hai các bạn trẻ như là Kim Katy và cũng như là Khương Phạm từ một các cậu bé rất là nhỏ và lớn lên trưởng thành cống hiến lại cho Hội Hy Vọng cùng với những người trong đội phối viên giống như là anh Minh Quân đây. Đến đây thì Billy xin Khương và anh Minh Quân gửi lời chào đến quý vị khán giả. Một nữa Minh Quân xin được cảm ơn đài truyền thông IBC. Xin được cảm ơn Billy là người dẫn chương trình rất duyên dáng để giúp chúng tôi có cơ hội trải lòng mình với khán thính giả và có cơ hội để thông tin đến khán thính giả về các chương trình hoạt động của chúng tôi. Chúng tôi rất mong rằng quý vị sẽ đồng hành với chúng tôi bằng lời cầu nguyện của quý vị để cho mỗi công việc chúng tôi làm nó được tốt đẹp hơn, và xin quý vị cũng luôn luôn dành thời gian đến với chúng tôi và cũng giới thiệu các bác cao niên cần sự giúp đỡ thì chung cho chúng tôi được biết để chúng tôi có cơ hội để phục vụ các bác. Và thưa quý vị, trước khi Hương Phạm nói lời cảm ơn quý vị á, thì Minh Quân cũng xin được thông tin một lần nữa là quý vị phụ huynh nào mà chúng ta muốn cho con em mình tham gia lớp học hè
Thưa quý vị, vui lòng là ghi danh sớm giúp chúng tôi để chúng tôi có cái thời gian để xếp lớp cho mấy em và tìm hiểu được các em nhiều hơn. Và cái thời gian học của chúng ta là khai giảng vào ngày 28 tháng 6 và bế giảng vào ngày 11 tháng 8. Và một tuần á, thì các em học 4 ngày, thứ 2, thứ 3, thứ 4 và thứ 5. Giờ học các em là học từ 8 giờ sáng đến 11 giờ 30. Và các em sẽ có 7 tuần học. Mỗi tuần học sẽ có một cái chủ đề cho các em để trải nghiệm. Và chủ đề chính của chúng tôi đó chính là một cuộc phiêu lưu đầy thú vị. Xin được cảm ơn phụ huynh đã tin tưởng với chúng tôi trong những thời gian vừa qua. Xin được cảm ơn tất cả quý vị đã cùng lắng nghe chúng tôi trải lòng và chia sẻ với quý vị. Dạ, và em xin cảm ơn anh Billy cho em được cơ hội có mặt tại đây để chia sẻ cùng với quý vị khán giả. Và em xin cảm ơn quý vị khán giả xem đài IBC. Và em rất là mong được gặp quý vị khán giả và các em học sinh tại trường học hè Hồ Hy Vọng. Dạ vâng, Billy xin gửi lời chào đến quý vị đang xem chương trình. Xin chào.